Hôm qua, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm 3 đối tượng bán 600 giấy khám sức khỏe giả. Các đối tượng bị bắt gồm Hoàng Văn Liêm, sinh năm 1991 và Nguyễn Văn Đu, sinh năm 1966, trú tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hoàng Minh Tuấn, sinh năm 1988, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Quá trình điều tra, đối tượng Liêm khai nhận từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, Liêm đã nhiều lần mua của một đối tượng trên mạng xã hội Zalo tổng số 600 giấy khám sức khỏe giả mang tên Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải với giá 20.000 đồng một giấy. Sau đó, Liêm câu kết với Đô và Tuấn bán cho những người có nhu cầu với giá khoảng 100.000 đồng một giấy, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.